Một năm của đại dịch, thiên tai và chúng ta đã không đầu hàng trước nghịch cảnh. Đầu năm 2020, Việt Nam công bố 2 ca dương tính đầu tiên với Covid-19, cũng là thời điểm bắt đầu cho chuỗi ngày gian nan, liên tục những ổ dịch bùng phát. Các y bác sĩ lên đường vào nơi tuyến đầu với những cuộc chạy đua xét nghiệm, truy vết, dập dịch. Với các y bác sĩ, đây quả là một năm không thể quên. Ngay từ khi được ra nhiệm vụ ra tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là một tâm dịch ở Đà Nẵng, thời điểm đó là dịch rất là lớn, thì anh em với một cái quyết tâm ráng cố gắng hết sức mình để mà điều trị, đến khi nào dịch được dập tắt thì mới trở về. Với người dân, chưa bao giờ cuộc sống bình thường lại ý nghĩa và đáng trân trọng đến thế. Mình cảm nhận là năm 2020 là một năm mà mình không thể nào quên được luôn trong cuộc đời đi học của mình á. Chưa bao giờ mà mình được nghỉ học nhiều đến như vậy do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xong rồi cộng thêm rất là nhiều thiên tai lũ lụt xảy ra với đồng bào miền Trung nữa. Thì mình hy vọng năm sau sẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đó cũng là thời điểm sự đồng lòng trên dưới, tình tương thân tương ái đã làm sáng lên giá trị nhân văn từ bao đời. Những ATM gạo lần đầu tiên trong lịch sử và rất nhiều những hỗ trợ kịp thời khác. Đó cũng là thời điểm quê hương không bỏ lại sau lưng bất cứ một người con nào, hàng trăm chuyến bay giải cứu du học sinh kiều bào về nước. Là mình cũng thật sự may mắn thì mình có thể sống ở Việt Nam này. Ở Việt Nam thì là cũng rất là an toàn so với những cái nước khác trên thế giới. Dù là vấn đề kinh tế hay là việc làm của mình không có được ổn định, nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Dịch bệnh chưa qua, thiên tai ập tới, miền Trung chèo chống và thương đau, và cả dân tộc lại cưu mang nhau qua những ngày tai ương đó. Ví dụ trong đợt lũ vừa rồi đó thì Lộc cũng đến miền Trung khoảng 2 lần để giúp đỡ đồng bào ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngoài ra Lộc còn đi đến Đà Lạt hoặc là Kon Tum để giúp đỡ đồng bào ở đấy. Cảm thấy rất là vui và ý nghĩa bởi vì là mình làm được những cái việc tốt. Có đất nước nào mà lũ lụt, mà dịch bệnh như vừa rồi mà người dân thương nhau, giúp đỡ nhau đến như vậy? Chính vì sự đoàn kết trên dưới một lòng mà chúng ta đã có những thành tựu đáng ghi nhận. Múa tách cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi, ca đại phẫu với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ đã diễn ra suôn sẻ. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên phân lập chủng virus corona mới SARS-CoV-2 từ tháng 2 năm 2020. Và mới đây nhất, vaccine ngừa COVID-19 Made in Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm trên tình nguyện viên, dự kiến sẽ được tiêm rộng rãi cho người dân vào quý 1 năm 2021. Đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đầu tiên được đặt lên đường ray dài 200m và lăn bánh trong khu vực Depot Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hứa hẹn công trình giao thông trọng điểm của thành phố sớm đi vào hoạt động trong năm 2021. Báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế hiếm hoi tăng trưởng trong năm 2020. Hiệp định thương mại Việt Nam EU được ký kết. 20.000 quả dừa tươi của tập đoàn Vina TNT lên đường sang Anh là một minh chứng cho những nỗ lực xuất khẩu dù dịch bệnh khiến kinh tế toàn cầu đóng băng. Khi mà chỉ một thân mình dịch xảy ra thôi là chúng ta cảm thấy là những cái giá trị của người nó về mặt tình cảm, về mặt nó cũng thể hiện nó rõ ràng hơn. Và lúc đó thì thật sự đối với gia đình tôi cũng cảm thấy là nó phải yêu gia đình mình nhiều hơn đó. Còn đối với lại những cộng sự, đối với người công dân, đối với người lao động, tôi cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn. Bản thân tôi và bản thân công ty cũng cố gắng nhiều hơn để cho duy trì được cái hoạt động, duy trì được đời sống của cán bộ, công nhân viên cũng như gia đình của mình. Doanh nghiệp bán lẻ như Costmine đưa ra những gói sản phẩm giá cả ưu đãi hỗ trợ người tiêu dùng, góp phần duy trì sự ổn định trong nước.
2020 là một năm mà quá nhiều biến động, cho nên gần như tất cả mọi cái kế hoạch của doanh nghiệp gần như phải thay đổi 100%. Thì rất may mắn với Cosmile là một doanh nghiệp mới, một doanh nghiệp trẻ và có một sự năng động nhất định. Thì trong vòng khoảng một tháng sau khi dịch bùng nổ thì chúng tôi đã đẩy lên rất nhiều những cái mảng hoạt động mới. Ví dụ như là bán hàng qua Zalo, bán hàng qua điện thoại, set up được một cái website bán hàng thông thương mại điện tử. Thật ra đối với một năm 2020 khó khăn như vậy thì cũng là một dịp để mà tất cả anh em ngồi đồng lòng lại với nhau, gắn kết lại với nhau hơn và cùng nhau quyết tâm là vượt qua một khó khăn. Với một cái thời điểm khó như vậy thì phải có một cái sự kế hoạch nhanh, thực thi tốt và cũng như là một sự đồng lòng nhất định của tất cả cán bộ nhân viên. Giới truyền thông quốc tế đánh giá Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời khẳng định chỉ cần duy trì được đà phát triển như hiện nay, Việt Nam sẽ là ngôi sao đang lên trong nền kinh tế toàn cầu và khu vực. Ca khúc Gen Kobe và thử thách vũ điệu rửa tay cho đến thời điểm hiện tại đã thu về hơn 68 triệu view trên YouTube và gây tiếng vang khắp thế giới. Sự diệu kỳ của Việt Nam trong năm 2020 không chỉ đến từ những con số về nền kinh tế tăng trưởng, vị thế được khẳng định khi dịch bệnh trong tầm kiểm soát. Sự kỳ diệu ấy đến từ mỗi con người của một đất nước nhỏ bé nhưng lạc quan và đồng lòng.